Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay mình có lời dựng kiến của anh Vũ với anh em, để giới thiệu với anh em một số hoa mai vàng, một số hoa mai thứ quý ha. Mình quan sát hôm nay anh Vũ lên hàng khá đẹp để phục vụ cho anh em nha anh em. Tất cả thấy bonsai lục lực nhiều ha, cây rất là sạch cây cho anh em. Mình nạt không ha, cây mới nguyên viên cho anh em, mới bứng khai thác dưới đất đi lên đợt đầu ha. Nên anh thấy bầu bì được nghiêm chỉnh anh em, không có bầu phân ha. Đó. Cây này là sạch đẹp ha, vệ sinh sạch đẹp anh em chơi, không có đem cái mầm móng bệnh của cái cây thiên nhiên vậy cho anh em, như là nấm hồng được cái kia đã xử lý hết, cây thấy sạch đẹp anh em, thứ quý mà sao lục lục giá là đặc biệt là giá mềm nha anh em, cô rẻ mới rẻ cho anh em ha. Anh Vũ ơi, để nói đầu tiên là chào cả anh em YouTube ha. Hôm nay chương trình lên là có 16 voi, trong đó có một voi thứ quý anh em. Rồi, nhắc số điện thoại cái số điện thoại là 0907914218. Rồi, số điện thoại con Vũ bổ sung góc trái hình chứ màu xanh cho anh em dễ quan sát anh em. Bắt đầu cái số 1 anh em, cái mai vàng lùng lực là mình làm cái số 1 anh em. Cái cũ quá đẹp anh em ơi. Cái này thì khỏi nói rồi anh em. Anh em có cũ nữa nè. Ồ, sạch đẹp. Cũ nó khoảng 80 anh em. Anh em nhìn khoảng 4 tay bóp gì là biết rồi ha. Cây này anh em về có chậu cổ anh em gom vô chậu ha. Anh em có cây vàng nè. Bên em là cây là riêng không nha anh em, anh em nhìn bộ đất là anh em biết rồi ha. Đó, tuy nhiên mà kiếm mấy cây này là anh em thấy cũng căng ha. Cây này như con Phật Di Lạc ngồi vậy đó nha anh em. Đấy là điều thú vị hết trơn luôn ha anh em. Mã số 1 là mai vàng nha anh em. Quá đã ha anh em. Cây này anh em về mà có trong cổ anh em đưa vô hai chui cái cục thịt này đưa lên chậu ha anh em. Còn cái gì bằng nữa. Rồi, chúng ta thông số luôn ha. Bốn mươi một bình thăng nha anh em. Bình thăng là 41. Cái cũ nó là 80 đặt nha anh em. Cũ là 80. Chiều cao nó là 37. Chiều cao là 37. Đường kính bầu 40. Rồi mã số 1, giá sân gục ơi. Rồi cái mã số 1 là giao lưu với anh em, giá của ông đó là 5.800.000 ha. 5.800.000 cái mã số 1 nha anh em. Bao ship em mọi miền Tổ quốc ha. Rồi tiếp theo mã số 2, mã số 2 là phô mai tứ quý. Bốn mùa qua nở đế cũ đặc nha anh em. Tứ quý bây giờ cạn giờ để kiếm được cây tứ quý cũ đặc này là giờ anh em thấy căng lắm nha anh em. Cây bên em là cây nguyên viên ha. Cây không có sắp thế gì trơn ha anh em. Cũ đặc sạp luôn ha. Không có cũ nữa nè. Cây này anh em về chụp cái nón này một cái ha. Đặc biệt có cũ nữa nè nè. Quý mà kiếm được cái cũ này bây giờ căng lắm ha anh em. Tay cành có sẵn ha, giờ anh em chỉ chọc vô chơi ha. Cũ này bự ha nè, cũ này có 4 tay ha. Bên em được cung cấp nhà vườn là lên là cây riêng cho anh em chơi không ha. Em mới bước lên đập đầu không nghe nè. Rồi, số luôn. Quả trời cũ tôi quý này anh em ơi. Quá đẹp, đẹp. 40 bình thăng nha anh em. Bình thăng là 40. Cũ mà thứ quý mà kiếm được cái cũ này giờ cũng căng lắm nha anh em. Cái cũ nó là 85 nha anh em. Cũ là 85. Đường kính đầu là 43. Chiều cao nó là 117. Chiều cao 117. Rồi cái mã số 2 này giá sao gọi ơi. Rồi cái mã số 2 thứ quý này giao lưu với anh em giá cũng nó là 8.500 ha. 8.500 cái mã số 2 nha anh em. Rồi ship này mọi miền Tổ quốc ha. Rồi tiếp theo mã số 3 nha anh em. Mã số 3. Cái mai vàng quái lợi thực nó có hai cái giò này ha anh em, vũ nữ ha, ăn lắc ha anh em, trời lại cái này làm đẹp nha anh em. Em có cặp số 3, số 4 sắp cặp với gan luôn nha anh em. Xung cây bên em là cây nguyên zin không nha anh em. 25 bình thăng nha anh em. Bình thăng là 25. Chiều cao là 39. 39 chiều cao 26. Rồi mã số 3 này giá xanh gục ơi. Rồi mã số 3 giao lưu với anh em giá cũng nó là 1.700.000 ha. 1.700.000 cái mã số 3 nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 4, mã số 4 có mấy vàng quái nha anh em. Số 3, số 4 này cây nó đi từ từ cửa hay nè. Cây này nó xù luôn nè nha anh em. Quá đẹp. Quạnh nó bự anh em, thấy thằng bóp mà dương gì là anh em thấy nó bự rồi nha. Một đẹp luôn. Nó có hai chừng ở dưới nó có móng hết trơn nha anh em. Nhìn cái cây này lạ lắm, làm như là người ta đứng vậy nè. Rồi không sớm gục ơi. 29 bình thăng nha anh em. Bình thăng là 29. Đường kính bầu là 30. Đường kính bầu là 30. Chiều cao nó là 35. Rồi cái mã số 4 là giao lưu với anh em giá cũng nó là 2.700.000 ha. 2.700.000 cái mã số 4 nha anh em. Rồi tiếp theo cái mã số 5. Mã số 5 hoa mai vàng thăng trực đấy cũ đẹp nha anh em. Góc cạnh quá đẹp anh em ơi. Quá trời cái cũ nè anh em ơi. Cũ
ba cảnh đóng cái này anh em về là kéo ra là lọt nguyên cái nón nha anh em, để nó sạch nó trong chơi luôn nha anh em. Mã số 5 nha anh em, mai về ha, để nó đều hết trơn luôn nha anh em. Ba cảnh này đóng anh em về mau chơi ha, thông số luôn. Rồi thông số anh gục coi. 38 mình hăng nha anh em. Mình hăng là 38. Ngay chân cái mặt cái bầu lên cờ lên lên chậu đó là 47 nha anh em. 47. Mình lên chậu nha anh em. Chiều cao là 77. Chiều cao 77. Đường kính bầu là 48. Rồi cái mã số 5 này giá sao anh gục coi. Rồi cái mã số 5 này giao luôn với anh em, giá của nó là 3.900.000 ha. 3.900.000 cái mã số 5 nha anh em. Bao ship em mọi miền Tổ quốc ha. Tiếp theo mã số 6 nha anh em. Đấy 6 phải bây vàng quái nha anh em. Ok này. Quá vậy nè. Cây bên em là cây thiên nhiên thôi anh em, nhìn là biết rồi ha. Cây này nó giả nu nặng nè. Ở trước nó có hai cái giò này nè, thấy không? Ok. Như hoạch như con sư tử vậy đó nghe nè. Ở đây nó có nhánh anh em gì lọc cái nón rủ xuống ha. Cây thiên nhiên mới có được mấy gốc nu nặng gì nè. Già như xù vậy anh em ha. Nu nặng xù. Rồi, ông số anh gục đây. Ở số 6. Rồi. 38 mình hăng nha anh em. Mình hăng là 38 nha anh em. Chiều cao là 48. Chiều cao 48. Đường kính bầu 30. Đường kính bầu là 30. Và mã số 6 thì giá sao anh gục ơi? Rồi cái mã số 6 này giao lưu với anh em, giá của nó là 2.900.000 ha. 2.900.000 cái mã số 6 nha anh em. Rồi tiếp theo cái mã số 7. Mã số 7 cho mấy vàng hăng trực lấy củ đặt nha anh em. Củ đặt sạch luôn nha anh em. Cái này anh em về chụp cái nón ra là mình chơi ha. Cũng nó không có chống mặt giấy nào chơi ha nè. Cây này già muốn xù luôn nghe nè. Rồi, con số luôn. Mình hăng nha anh em. Mình hăng là 43. Đường kính bầu 37. Đường kính bầu 37. Cái củ đặt của nó là 80 ha. Củ đặt là 80. Chiều cao nó là 74. Chiều cao 74. Rồi mã số 7 này giá sao anh gục coi. Rồi cái mã số 7 này giao lưu với anh em, giá của nó là 4.800.000 ha. 4.800.000 cái mã số 7 nha anh em. Bao ship đem mọi miền Tổ quốc ha. Rồi tiếp theo cái mã số 8 nha anh em. Mã số 8 còn mấy vàng. Cây này xù luôn nha anh em. Quá đẹp anh em ơi. Có cái củ anh em coi nè, giống hình như chiếc bánh ha. Ở đây nó có lót toàn mấy trên này nè, thấy không? Mà củ nó chọn gì nè. Cái cây này anh em chỉ bonsai chơi mấy cây này, anh em nhìn nó khổ cây ha, nhìn nó thằng đẹp. Mấy cây này vô nhà hôi trồng trên 40 năm chơi đó nghe nè. Cái cây này là cây xù đấy anh em, tại vì nó già như tại vệ sinh đó anh em, nó bị lạng ha. Chứ đúng ra là nó sụt chảy nha anh em. Cái mấy cây này mấy cây xù không nè? Mấy xù quá. Nó lâu quá rồi nó chai anh em. Ờ, nó già, nó chai anh em. Cái cây ghim anh em thấy không? Nó có cái cục như châu anh ở đây, nó trồng nó lót hết trơn luôn nè. Quá đẹp. Cây này đẹp thế nè, cây này anh em về làm cây đẹp. Ok, được. Rồi, cho nó số anh gục đây. 39 Quỳnh Hằng nha anh em. Quỳnh Hằng 39. Chiều cao nó là 48. Chiều cao 48. Đường kính bầu nó là 33. Đường kính bầu là 33. Rồi mã số 8 này giá sao anh gục đây. Rồi cái mã số 8 này giao lưu với anh em, giá của nó là 3.700.000 ha. 3.700.000 cái mã số 8 nha anh em. Bao ship này mọi miền Tổ quốc ha. Rồi tiếp theo cái mã số 9 nha anh em. Mã số 9 phô mai vàng lục lực ha. Cây này lên 6 tượng ha anh em, đập mai luôn ha. Đặc biệt khu đế nè anh em coi nè. Cây này anh em về mấy cây này mà anh em về ép chậu ha, có chậu cổ anh em đưa lên ha. Đập nó ngủ ra cái ha anh em. Anh em nhìn mấy nó già nó xù nè. Quá đẹp ha. Cây này mũi đế nè anh em, thì khỏi nói tới rồi. Cây này mũi đế nó ở ngoài nó gích hơn trong hình nữa nghe nè. Đế cùng tay không à. Mấy nè chơi bonsai gặp mấy hệ này thì chịu nổi nè. Ở đây nó có mấy cục này nhiễu nè, xù chảy nè, nó già quá cái nó quá đẹp ha. Nhìn nó nhìn cái cây nó cổ cây anh em, nhìn mấy này nè, nhìn cái cây nó mai lão đầu tơ anh em, nhìn cái đúng cái dáng cái mày ha. 40 bình thân nha anh em. Bình thân là 40. Chiều cao nó là 50. Chiều cao 50. Được kính bầu 36. 36 được kính bầu. Rồi cái mã số 9 này giao lưu với anh em, giá cũng nó là 4.800.000 ha. 4.800.000 cái mã số 9 nha anh em, bao ship em mọi miền Tổ quốc ha. Rồi tiếp theo cái mã số 10. Mã số 10 phô mai vàng quải nha anh em. Nhìn nó như con tỳ hưu đứng vậy nè.
nó sao đây đó không? Có cái giò có đuôi bị lớn nè. Em lại vô chỗ đẹp lắm, nằm mặt chậu nè. Bỏ hai giò mình bước tới là em nhìn thấy không? Đây cái giò này, cái giò nó nè. Quá đẹp tới nè. Luôn nè. Đó, sao nó có cái đuôi nữa nè. Quái. Rồi, không số lên cuộc đây. 31 anh thằng nha anh em. Quỳnh Thăng là 31. Chiều cao 48. 48 chiều cao. Được kính màu 37. Kính màu 37. Rồi mã số 10 thì giá xanh gột ơi. Rồi cái mã số 10 này giao lưu cho anh em, giá cũng đó là 1.900.000 ha. 1.900.000 cái mã số 10 nha anh em. Đâu xíu em mọi miệng tôi quá ha. Rồi tiếp theo cái mã số 11. Mã số 11 không ai vàng. Quái giá sinh viên nha anh em. Kiền qua chân nha anh em. Dù ai nó ngã nó nghiêng rồi ta đứng vững như kiền qua chân anh em. Cây này là phong thủy nè anh em. Cúp anh em nói anh em nào không gài thua mua cây này về cho mình dừng lại ha, để cho mình dừng lại nha anh em. Dừng lại. Không gài quanh cúp sức khỏe anh em tốt hả anh em. Anh em nào yếu thì mua cây này đang cho có kiện qua chân cho nó sống nha anh em. Ok. Rồi cho thông số luôn. Phong thủy tốt ha. 32 Hoành Hăng nha anh em. Hoành Hăng là 32. Chiều cao là 40. Chiều cao là 40. Bộ đối sổ nó là 23. Bộ đối sổ 23. Rồi cái mã số. Rồi cái mã số 11 giao lưu với anh em, giá của nó là 1.700.000 ha. 1.700.000 cái mã số 11 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo phải mã số 12. Cây này nó già nó xù nhiều rồi nè nghe anh em. Cây này anh em về mà nuôi thời gian đã xù hết luôn rồi nghe anh em. Lợp nó nóng anh chơi ha. Đặc biệt cũng lấy đẹp hay nè. Mã số 12 nghe anh em. Mặt số 12. Rồi 41 Bình Thăng nha nè. Bình Thăng là 41. Chiều cao là 59. Chiều cao 59. Đường kính màu 38. 38 đường kính màu. Rồi mặt số 12 này giá xanh gột ơi. Rồi cái mặt số 12 này giao lưu với anh em giá cũng đó là 3.200.000 ha. 3.200.000 cái mặt số 12. Rồi tiếp theo mặt số 13 nha nè. Mặt số 13 phong mây vàng lùng lực sắc lớn. Tam tài hết nè. Tam tài ha. Ba tượng này là lọt ra chơi ha. Cây này còn lớn ha. Cây này nhà mấy anh em nhà vườn mua đi chợ là êm lắm ha anh em. Đúng rồi, nó có sát như là cái giá phát ra nó hữu nghị ha. Anh em có sát làm chụp cái nón đầy ha anh em. Có sát sao này mình kêu giá được. Bên em là anh em nhìn cây là biết cây nguyên zin nè. Lô này là mới về hôm qua mới về vệ sinh luôn ha. Rồi, cho thông số gột coi. 46 Hoành Thăng nha anh em. Hoành Thăng là 46. Chiều cao là 42. Chiều cao là 42. Cái màu là 40. Mã số 13 này giá sân gột ơi. Rồi cái mã số 13 hoành 50 này cho lưu với anh em, giá cũng nó là chỉ 4.800.000 thôi ha. Rồi cái mã số 13 hoành 50 giá 4.800.000 nha anh em. Bao ship này mọi miền tôi quắc luôn ha. Rồi tiếp theo phần mã số 14. Mã số 14 phần bây giờ thân trực qua cành đẹp nha anh em. Nhịp nhàng nhìn cành lên tới đọt luôn nha anh em. Cũ rồi nè. Cũng làm dưới đẹp nha anh em. Mai vàng mà đế này thì còn gì nữa hết em. Đây là anh em lọt cái anh em lọt cây dù cây thằng không nhỏ hay anh em. Ô cây này là mới bước về tới luôn nè. Anh em nhìn thấy bầu đất là anh em nhìn biết rồi ha. Dạ xin chưa gáo kịp đấy nha anh em. Gáo kịp đó. Quá đẹp anh em ơi. Cây này cũ hết biết rồi. Mã số 14 là mai vàng nha anh em. Mã số 14 là mai vàng. Rồi thông số luôn. Rồi. 41 Bình Thăng nha anh em. Bình Thăng y chí đâu 41 nha anh em. Cái cũ em nói là tới 52 đó nha anh em. Cái cũ 52 nha anh em, như dạ 52 hoành lên chậu nha anh em. Cũ là 50 mấy nè anh em. Ok. Chiều cao là 83. Chiều cao 83. Chiều 37. Rồi cái mã số 14 thì giá xanh gột ơi. Rồi cái mã số 14 này giao lưu với anh em giá cũng nó là 4.500.000 ha. 4.500.000 cái mã số 14. Rồi tiếp theo phần mã số 15. 15. Cây này xuống nhiều luôn nha anh em. Cây bên em nhìn anh em biết cây green là cây thiên nhiên ha. Cây này anh em về chơi khỏe ha anh em. Quá đẹp ha. Anh em nhìn nó sụn nữa nè. Chảy chơi luôn nha anh em thấy không. Cây này anh em về gũ cái tàn em cái ha. Được gỡ được. Đặt cái bộ đế anh em coi nè. Nói chung cây bên em đổi tới nhiều lắm ha anh em. Mai vàng nhất tới gì thân ha. Ok. Sù chảy luôn nha anh em. Để đẹp nữa ha. Ok. Rồi cho thông số lên gục ơi, phần mã số 15 nha anh em. Cái số đẹp nè. 42 Hoành Thăng nha anh em. Hoành Thăng là 42. Chiều cao là 60. Chiều cao 60. Đường kính màu 40.
Rồi mã số 15 này giá xanh gỗ coi. Rồi cái mã số 15 này giao lưu với em giá cũng đó là 4 triệu 700 ha. Rồi 4 triệu 700 cái phôi mã số 15 nha anh em. Sát này giá này quá hợp lý nha anh em. Quá mềm. Rồi tiếp theo là mã số 16 nha anh em. Mã số 16 phôi mây vàng. Nhìn cái cây dáng đẹp anh em. Cái này vô cây nghệ thuật nha anh em. Cây này đặc biệt nó có cái giọng này là anh em biết giọng chữ C nữa ha. Ok. Cái cây kiểu mà kiếm giọng cái giọng này khó lắm nha. Cái giọng nó lạng mà nó hiệu quả nè. Muốn nhìn nó rồi nó chọp nha. Anh em thấy không? Nó hai cái bệ nè. Ở dưới đây nó còn để nó quanh vô luôn nha anh em. Ok. Đây nên anh em nhìn ngoài nó hùng vĩ lắm nha anh em. Anh em nhìn hai thải bóp vậy là biết được độ bự nó ha. Nhìn cái độ nó nở cây phong thủy tốt nha anh em. Cây nhìn nó sạch sẽ ha anh em. Nhìn cái cây nó cứng cáp. Đây anh em chụp ngón ra là như ý ha anh em. Cái bẫy nó quá trời cái bẫy nó đẹp rồi cho thông số gục coi mai mà có cái giọng này là đẹp lắm nghe nè, giọng chữ C đó ha, chuyển 45 Quỳnh Hằng nha nè. Quỳnh Hằng là 45, chiều cao là 61, chiều cao 61, đường kính bầu 40, đường bầu là 40. Rồi phôi mã số 16 này giá xanh gột coi. Rồi cái mã số 16 là giao lưu với em giá cũng nó là 5 triệu 300 ha. 5 triệu 300 cái phôi mã số 16 nha em. Bao ship này mọi miền Tổ quốc luôn ha. Rồi, phôi mã số 16 là phôi cuối cùng của clip ngày hôm nay. Anh em nếu thích cho nào trực tiếp với Vinh Vũ là số 0907914218 nha anh em. Anh em nếu quý hiệp chương bấm cho mình cái đăng ký kênh để có động lực sang kênh phục vụ cho anh em. Thằng ấy chào anh em, hẹn anh em video sau mới nhất sớm nhất.